lắng nghe hạnh phúc xin mến chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, gia đình luôn được coi là ngôi trường đầu tiên của con trẻ và có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của con. Tuy nhiên, phải làm như thế nào trong một gia đình có người cha luôn bạo hành và có những cái hành vi khinh thường người mẹ, người vợ trong gia đình và khiến cho con trẻ cũng có khả năng trở thành bản sao và cũng coi thường mẹ của mình luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cư xử như thế nào và có những cái biện pháp gì để ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình? Thì bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, xin chào quý vị khán giả. Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi đoạn tiểu phẩm sau. Trời đất ơi, nhà cửa gì mà bê bối tùm lum như vậy? Mẹ con đâu rồi Quân? Dạ con không biết nữa, nếu con đi học về là con không thấy mẹ ở nhà rồi. Đi đầu cũng không nói không rằng, không báo cho người ta biết, cơm nước thì chưa lo gì hết, quá đáng. Cô dạ, đâu về vậy? Dạ. Cơm nước đến giờ chưa lo gì hết. Em xin lỗi, em xin lỗi, tại hôm nay em thấy được rảnh buổi sáng đi khám bệnh mà. Em mà bệnh hả? Giờ mới tướng em khỏe như con, trốn việc đi chơi thì có. Anh nói gì, em giống như là con nít ra trốn việc đi chơi. Thì anh không biết đâu, bệnh viện thì rất là đông, em phải xếp hàng em chờ rồi ha, coi rồi nhận bệnh sao, rồi đưa kết quả rồi lấy thuốc về nữa. Nếu có bệnh thì em cũng phải lo cơm nước cho chồng cho con chứ. Chưa chờ chưa chật rồi, không có miếng cơm nào hết. Thì... xin lỗi, thôi để em vô em nấu cơm cho anh liền. Nhưng mà em nói anh nghe nè, mai mốt á, nếu mà em có về trễ á thì anh kiếm gì đó anh mua đỡ anh ăn nha, chứ anh chờ em anh đói bụng như sao. Giờ em muốn trả lời gì được nữa hả? Hả? Phải, chứ tại em thấy là trốn đi chơi còn lý sự nữa. Anh nói cái gì kỳ vậy? Em đâu phải con nít đâu mà trốn đi chơi. Anh cũng kỳ nữa, anh là chồng của em mà. Em nói em đi khám bệnh về mà anh cũng hỏi không tâm. Em muốn trả lời nữa không? Má! Ba làm gì vậy? Mẹ đang bệnh rồi ba làm gì vậy? Ba làm cái gì kệ ba, con được can dự vào. Nhưng mà mẹ là vợ của ba, ba làm vậy là không có được. Con còn nhỏ, không có biết gì đâu. Anh ạ. Mẹ, em có sao không mẹ? Mẹ đi khám bệnh, đâu phải mẹ ăn ở công nhà đâu, ba làm vậy với mẹ. Ba con mệt, nên tính nông nãy ai giận dỗi vậy thôi, chứ la xong rồi quên không có gì đâu. Nói tới á, là mẹ cứ binh ba, mẹ binh vậy hoài á, ba làm tới là đúng rồi. Ba thương con á thì con biết, ba hành động của ba vậy cũng chấp nhận được. Mẹ nói con nghe nè, bây giờ việc của con á, con phải học, học cho thiệt là tốt, nghe không? Mẹ cứ muốn con sống tốt, bắt con sống tốt, làm bước về nhà không có chút tình thương nào hết trơn á. Ba mẹ tối ngày, ba chỉ biết ăn nhậu say xỉn ngoài rồi về kiếm mẹ ra đánh. Nhìn cái cảnh đó sao con chịu được á mẹ. Ba cứ vậy hoài, con cũng sống cái nhà này nữa. Quân, Quân à, nghe mẹ nói. Con lấy đồ đào trong bếp ra giùm mẹ đi. Dạ. Để cho mẹ. Ờ là con. Dạ. Chút nữa mẹ, con lấy cây á, con lao giùm mẹ cái nhà. Rồi á, bắt cho mẹ được cơm cái. Chút xíu vô mẹ làm đồ ăn. Mẹ, mẹ đau quá thường ăn cơm tiệm đi mẹ, để cho ba dựng vài bữa là không tởm mà. Mẹ làm sao mà không kêu mẹ vậy? Mẹ nấu cơm trễ là ba con la mẹ chết. Nhắc tới cái mẹ sợ, đúng tới là mẹ sợ làm sao? Mẹ phải mạnh mẽ lên để cho ba biết mà ba thay đổi chứ. Mẹ để đi đi, mẹ đừng làm gì nữa hết á. Cái chuyện của ba của mẹ con không biết đâu. Mà mẹ nhìn cũng vì ai? Vì cái gì? Vì cái gia đình này. Vì con hiểu không? Mẹ đừng vì con nữa, mẹ vì mẹ đi. Còn phần con là kệ con học hành sao kệ con luôn. Bây giờ con có học giỏi đi nữa, về cái nhà này nè cũng không có giúp ích được, cũng không có thay đổi được cái việc gì hết trơn á. Về nhà cứ vậy, mẹ thì khóc lóc, ba thì hả rượu chè say xỉn đi đánh mẹ. Làm quá, con bỏ nhà đi cho mẹ coi. Quân, hôm trước đó một lần mẹ nói là không được là không được, con phải ráng mà học để mà thi đậu đại học, còn lo tương lai của con nữa, con biết không? Lo tương lai con làm gì? Bây giờ á con cứ sống như ba đi cho khỏe. Còn mẹ nữa,
lại cứ nhịn nhục nhu nhược vậy hoài. Con bỏ nhà đi đó. Quân, mẹ nói mà con không nghe. Quân, anh Hiếu nè, khi mà một đứa trẻ lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, đặc biệt là những cái hành vi không đúng đắn của cha mình, và trẻ thì rất là bất lực, không có thể can thiệp nữa, thì theo anh là sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con trẻ? Đầu tiên thì tâm hồn đứa trẻ được nuôi bởi cái thức ăn gì thì cái phần đó trong đứa trẻ nó sẽ lớn lên. Tưởng tượng ví dụ như là một bên trong trẻ là một con cừu và một bên là con tinh tinh đi. Chúng ta nuôi con cừu thì con cừu sẽ lớn lên, chúng ta nuôi con tinh tinh sẽ lớn lên, chúng ta nuôi con sói sẽ lớn lên. Và cái hành vi bạo lực mà đứa trẻ nhìn thấy nó cũng sẽ nuôi, tức là nó sẽ nhập tâm vào trong tâm trí của đứa trẻ, nó sẽ nuôi cái phần ở bên trong, dung dưỡng cái phần bên trong và dung dưỡng cái phần bạo lực. Và sau này khi đứa trẻ nó lớn lên thì nó cũng sẽ có xu hướng hành vi bạo lực. Chẳng hạn như là có rất là nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng khi mà đứa trẻ sống và lớn lên trong môi trường mà bố hay đánh mẹ thì sau này đứa trẻ nó cũng có một cái tư tưởng là được phép, tức là cho phép cái hành vi đánh diễn ra trong cái gia đình của mình, tức là cho phép là người đàn ông được quyền đánh người vợ trong một số tình huống, một số hoàn cảnh, mặc dù lúc nhỏ là đứa trẻ nó rất là ghét hành động đó, nhưng sau này nó lại hành động giống như vậy. Thì đó là một phần cái ảnh hưởng rất lớn đến cái lối sống của đứa trẻ này. Ngoài ra, đứa trẻ khi nhìn thấy cái cảnh mà bố đánh mẹ thì vô trong trường, trong lớp thì cái chuyện đánh nhau, thậm chí bố với mẹ là hai người yêu thương mà, là hai người rất là đáng được kính trọng mà còn đánh nhau, huống hồ gì mình với lại bạn mình, thì chuyện đánh nhau đối với trẻ sẽ là chuyện bình thường. Trẻ sẽ chuyển di cái hành vi đó sang bạn bè, sang thú cưng trong nhà, sang đồ chơi, sang các anh chị em khác trong nhà. Bởi thế trên một hành động đánh nhau đến từ bậc sinh thành, nó cũng sẽ di chuyển, lây lan, chuyển di sang các đối tượng khác ở trong đứa trẻ đó. Ngoài ra, cái việc mà đánh nhau trước mặt trẻ nó cũng sẽ gây tổn thương cực kỳ lớn, đặc biệt là niềm tin vào trong hôn nhân. Đứa trẻ sẽ không tin rằng hôn nhân sẽ là hạnh phúc, và đứa trẻ sẽ cảm thấy rằng có thể sau này lớn lên trẻ sẽ không thích lập gia đình, hoặc thậm chí khi mà trẻ lập gia đình thì trẻ cũng sẽ cho phép cái bạo lực xảy ra trong gia đình của mình. Còn đối với trẻ gái, khi mà nhìn thấy mẹ chịu đựng như thế thì có thể trẻ gái, nhiều đứa trẻ nhỏ nó học cách cái chịu đựng của mẹ, sau này lớn lên nó cũng sẽ là đứa trẻ chịu đựng và cũng sẽ cho phép đàn ông đánh mình trong một số trường hợp. Và tôi đã gặp khá nhiều trường hợp, tuy không phải là thống kê phổ diện rộng, tuy nhiên có rất là nhiều bạn gái khi mà lúc nhỏ trong gia đình mà thường xuyên có cha bạo hành á, thì lớn lên bạn này có xu hướng tìm kiếm những cái người chồng á mà cũng có cái xu hướng bạo hành giống như vậy, mà không hiểu tại sao, tức là bạn ấy rất là ghét những cái người mà đàn ông đánh vợ, nhưng khi mà yêu thì lại yêu những người đàn ông mà chuyên mà đánh vợ thôi. Thì có thể là có một cái điểm gì đó bên trong vô thức của những bạn này, tức là tìm kiếm những cái mẫu hình mà mình đã nhìn thấy ngay từ lúc nhỏ. Cho nên là có nhiều thứ hậu quả chúng ta có khẳng định được, nhưng cũng có nhiều hậu quả mà chúng ta chưa có khẳng định được, nhưng nó vẫn có thể tồn tại đâu đó trong bên trong cái vô thức của một đứa trẻ khi nhìn thấy cảnh cha mẹ đánh nhau. Và đó là một trong những cảnh khủng khiếp nhất mà đứa trẻ có thể trải qua trong cái khoảng thời thơ ấu của mình. Thảo Ly thật sự là thấy rất là đau lòng khi mà mình nhìn xung quanh cũng có rất là nhiều người như vậy, họ không kìm được cái sự nóng giận mà ngay lập tức là nghĩ đến cái sự bạo lực. Thì theo anh là cái việc nhẫn nhịn của người mẹ như trong tiểu phẩm vừa rồi là nên hay không nên ạ? Với tâm lý người phụ nữ, tại sao họ lại nhịn? Nhất họ nhịn giống như cơm sôi thì nhỏ lửa, họ muốn nhịn để qua cái cơn đó đi, để giữ được cái sự ngắm gia đình, bởi vì họ bùng nổ lên là nhà này nó sẽ vỡ, hôn nhân nó sẽ vỡ, nên họ chịu đựng cái sự đau khổ thu về bản thân mình thôi, để con mình không đau khổ, để gia đình của mình không đau khổ. Thì đó là chính cái tư tưởng cam chịu của người phụ nữ. Và đặc biệt nữa là cái tư tưởng phong kiến ngày xưa không xem trọng người phụ nữ, mà xem phụ nữ như một cái người thê thiếp, một cái người nô tì, một cái người mà phụ việc trong gia đình, nên cũng khiến cho phụ nữ cũng không dám vùng lên. Từ đó họ chọn cái tâm lý là cam chịu. Ngoài ra cũng nhiều phụ nữ khác vì quá quan trọng cái đánh giá của xã hội, chẳng hạn như là khi mà ly hôn thì sẽ bị xã hội, hàng xóm dị nghị, rồi bị bà con hay họ là dòm ngó, nói ra nói vào, thì họ sợ cái tiếng đời quá, cho nên họ cũng cam chịu luôn, họ không dám phản ứng. Thì thôi, để ổng đánh cho đã đi, để mình cứ đừng có làm sùm lên mất công hàng xóm láng giềng nhìn qua rồi xấu hổ nữa. Bởi vì những cái tư tưởng đó cho nên khiến cho người phụ nữ phương Đông chúng ta rất là hay nhẫn nhịn. Và khi nhịn rồi thì các bạn biết là được đằng chân thì lân đằng đầu, đánh một lần mà thấy đối phương im thì sẽ đánh lần 2, đánh lần 3, đánh lần 4, đánh lần 5.
và không có sự tố giác cũng như không có sự phản ứng thì sẽ khiến cho hành vi bạo lực càng ngày nó càng nở rộ trong gia đình của mình, và đến một giai đoạn nào đó mình không còn chịu nổi nữa thì lúc đó hôn nhân nó sẽ bị đổ vỡ. Và tôi cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp, cũng xung quanh mình thôi, cũng người thân, cũng bà con, cũng hàng xóm láng giềng, là có những cô vợ là bị đánh lên bờ xuống ruộng luôn, đến mà nhập viện đến 2-3 lần luôn, đến nỗi cô ấy phải ôm con cô ấy và bỏ trốn ra khỏi cái nhà đó để mà cổ đi sống một cái cuộc sống riêng. Vậy thế cho nên là cái việc mà bạo lực gia đình mà không phản ứng thì nó là một cái nhà, một cái gọi là một cái địa ngục trần gian, một cái nhà tù thu nhỏ dành cho người phụ nữ ở phương đông của chúng ta. Dạ, vậy theo anh trong trường hợp này thì người mẹ nên làm gì để có thể bảo vệ được chính mình và bảo vệ con của mình ạ? Đầu tiên là chúng ta phải xem xét cái nguồn hành vi bạo lực đến từ đâu. Chẳng hạn như là chồng chỉ đánh khi ổng say thôi, chứ còn trường hợp ổng không say thì ổng rất là hiền lành hoặc ổng rất là tử tế. Vì vậy lúc ổng say chúng ta nên chọn biện pháp chúng ta tạm tránh đi. Ví dụ chúng ta về nhà của người thân, về nhà mẹ là lợi thế để chúng ta tránh trường hợp đó. Còn nếu như cái việc mà bạo lực nó xảy ra thường xuyên không phụ thuộc vào rượu thì trường hợp đó thì chúng ta cũng phải đối thoại với lại đối phương để cho đối phương biết rằng là anh không có điều quyền đánh em và em được pháp luật bảo vệ, và nếu như anh đánh em lần một là anh đã vi phạm, nhưng cái lần vừa qua em có thể tha thứ cho anh vì có thể nóng tính, nhưng nếu anh đánh em lần hai là em sẽ không tha thứ, và hoặc là chúng ta sẽ ly hôn hoặc là em sẽ đệ đơn ra tòa. Nghĩa là chúng ta phải có một sự tiến cứng rắn để chúng ta bảo vệ cái bản thân của mình, bảo vệ sức khỏe của mình. Còn nếu như người đàn ông mà vẫn đánh tiếp tục mà vẫn bất chấp luôn thì trường hợp đó chúng ta nên cân nhắc lại cái mối quan hệ hôn nhân này. Chúng ta cũng không nên chịu đựng vì con người chỉ có một cuộc đời để sống, và chúng ta cũng không nên gian cuộc đời của mình với một cái người đàn ông bạo lực mà không hiểu chuyện, không yêu thương mình nữa. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái việc chúng ta cam chịu là vì con không đâu. Khi chúng ta cam chịu như vậy, con nó càng tổn thương sâu sắc hơn, nó càng hận ba nó hơn, nó càng ghét mẹ nó hơn. Nó hận ba nó bởi vì ba nó là một người bạo lực, và nó càng ghét mẹ bởi vì mẹ không phản kháng, và nó tức, nó uất ức, giống như trường hợp vừa rồi là đứa con rất là uất ức đối với bà mẹ. Cho nên việc mà bà mẹ mà nhẫn nhịn, nhịn chịu đựng trong cái trường hợp bạo lực như thế, chịu cái sai trái xảy ra trên cơ thể của mình, xảy ra trong gia đình của mình, làm cái hậu quả rất lớn đối với con cái. Thà chúng ta tách nhau ra, chúng ta ly thân, hoặc nếu nặng hơn chúng ta ly hôn, để cho con có một cái môi trường sống nó an toàn hơn, nó bớt cái mùi bạo lực hơn, thì nó vẫn tốt cho tâm lý của con hơn là cái gia đình mà đứa con nó phải thấy cảnh xào xáo và bạo lực thường xuyên trong nhà. Anh Hiếu biết sao không? Góc nhìn của Thảo Ly thì cái việc nhẫn nhịn trước hành vi bạo lực cũng là được coi là ác độc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy có nhiều câu chuyện đang ở trên báo đài, đứa con uất ức đến mức chịu không nổi và ra tay giết cha của mình. Thì Thảo Ly giả sử phải chứ người mẹ không nhẫn nhịn mà lên tiếng thì biết đâu cũng là một cơ hội cho người chồng của mình cảm tỉnh, nhờ pháp luật can thiệp, địa phương can thiệp, thì ít ra người chồng biết rằng là họ không có quyền để mà đánh đập phụ nữ như vậy, và cũng sẽ không tước đi cơ hội làm lại từ đầu như là người con. Bởi vì nếu như giả sử cứ nhẫn nhịn hoài thì riết là người con hoặc chính người vợ, người mẹ trong gia đình sẽ trở thành sát nhân. Và Thảo Liên nghĩ là có những lúc thì nên nhẫn nhịn, nhưng những cái lúc mà liên quan đến bạo lực thì không thể nào nhẫn nhịn. Bởi vì bây giờ chúng ta có pháp luật lên tiếng và có hội chị em phụ nữ cũng là cái người bảo vệ quyền lợi cho chị em. Thì mong rằng qua chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng là với những ai trong gia đình vẫn còn mùi bạo lực, rất là nhiều phương án, thì trong đó có một phương án như anh nói, đó là ly thân hoặc tạm thời tách ra để làm sao bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho con mình. Và biết đâu cũng là cơ hội cho tất cả mọi người nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi lại cuộc đời của mình ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Cảm ơn Thảo Ly. Và các anh thân mến, tôi cũng muốn chia sẻ với các anh thêm một chút là người đàn ông chúng ta thì hơi nóng. Tuy nhiên khi chúng ta nóng thì chúng ta cũng phải biết tập kiềm chế bản thân, và chúng ta phải trút giận lên những cái gì đó vô hại. Chúng ta không được trút giận lên những người thân yêu, cũng như không được phép trút giận lên những cái con người khác. Vì như vậy không chỉ vi phạm pháp luật, mà một cú đánh của chúng ta là chúng ta đang đánh vỡ đi cái hạnh phúc của gia đình. Riêng với các chị thì các chị hoàn toàn có quyền như các anh, và các chị hoàn toàn có quyền được bảo vệ về thân thể của mình, về sức khỏe, về nhân phẩm, về danh dự của mình. Vì thế cho nên là chúng ta cũng cần phải biết cách phản kháng, cũng như chúng ta cần phải biết cách lên tiếng, cần biết cách vận động cả bà con hay họ, bố mẹ đến để mà bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng cần biết cách vận động cả hội phụ nữ cũng như chính quyền địa phương, nếu như sự việc đã nghiêm trọng thì có thể ra tay can thiệp để mà có thể bảo vệ chúng ta. Và nếu như cái cuộc hôn nhân đó là không còn cứu vãn được, cũng như là người đàn ông đó là một người đàn ông rất bạo lực,
thì lúc đó chúng ta cũng nên tính toán đến phương án ly hôn, để chúng ta cho chúng ta một cơ hội để hạnh phúc, cho đối phương một cơ hội hạnh phúc và cho cả con chúng ta cơ hội để được hạnh phúc và bình yên nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.